Hello, xin chào các bạn. Là mình Levi Spy đây. Cũng đã lâu mình chưa có làm vlog chạy xe đồ hang. Thì hôm nay xin mời các bạn cùng Levi Spy tham dự một cái tiết mục đó gọi là phá xe lượm ốc. Ok, let's go now. Đây, bây giờ là một cái cung đường cực kỳ xấu, rất là tối. Xin mời các bạn cùng đi và trải nghiệm với Levi Spy để xem cái khả năng đi đường xấu off-road của chiếc Touring này như thế nào nha. GX S150. Rồi, chạy cung này phải đứng lên thôi các bạn. Đó, đây là đèn chiếu sáng nha các bạn. Rồi, wow, đường khá là xấu các bạn ơi. Wow, đây có cái lỗ nè, vượt qua cái lỗ nè. Đây. Wow, cái lỗ nữa. Wow, rất là khó luôn. Mới vừa đụng vào camera các bạn ơi. Wow, hình như là mới mưa xong. Đây là cái đường Ma Thiên Lãnh nha các bạn. Nhưng mà hôm nay chuyển qua đi ban đêm. Mọi lần là đi ban ngày rồi, chuyển qua đi ban đêm cho nó đã. Rồi, mình quay qua đây. Đây, đường cực kỳ tối luôn các bạn ơi. Đây, mình phải đứng lên mình lái này các bạn. Wow, có cái lỗ nè. Đấy, các bạn thấy nó dằn không? Để mình chạy là xem là cái phần dè trước của mình có bị cạ nhiều và có bị rớt ốc lượm ốc không nghe các bạn. Đây là chỉ là một cái chiếc Touring thôi, nhưng mà mình sẽ thử xem là đi đường xấu như thế nào vào ban đêm. Và đường này mà các bạn chạy mà chết mẹ không biết có rớt GoPro không. Đá nó giằng chân là mình tưởng là rớt GoPro các bạn. Thì đi những cái cung dằn như thế này nè các bạn thì mới biết được là cái khả năng chịu đựng và cái sức bền của xe như thế nào, cũng như là những cái đồ chơi, những cái trang thiết bị mà các bạn gắn lên xe đó, chỉ cần đồ dởm hoặc là gắn không có kỹ là nó rớt liền các bạn ơi. Nó được dằn lắm nha. Wow, và cái này điều khiển là phải sử dụng cái thân người, không có sử dụng nhiều vào cái tay lái đó. Ở đằng trước có chiếc xe, do đó là mình đã hạ cốt xuống các bạn ha. Rồi xe đi rồi mình hạ pha và mình đứng lên. Mình nhận thấy là cái dè ở trước có vẻ là nó bị cạ, chắc có lẽ về mình sẽ cắt tinh chỉnh lại các bạn đó. Thì các bạn cũng thấy là những cái video trước Levi Spy đi off road đường sình á, và một cái sự cố đó là cái khoảng cách dè và bánh xe nó quá gần với nhau, do đó là sình nó dính nó quệt thành một cục các bạn. Do đó thì Levi Spy đã kiếm mua những cái loại dè khác để Levi Spy có thể là hồ này có bò hả, cẩn thận để Levi Spy tinh chỉnh chế cháo cắt gì đó đi. Thì không biết các bạn có thấy cái dè ở dưới hay không đó, cái dè của Cào Cào nha. Đây, và các bạn cũng thấy là Levi Spy đang chạy mà phải đứng lên nè, chứ mà chạy đường này mà các bạn ngồi là thốn dữ lắm đó. Thì những cái cung này mà các bạn đi bản R thì thôi rồi, tê luôn. Đây, các bạn thấy như thế nào? Wow, ồ, nhúng nè, mình nhúng nè đó, các bạn thấy nhúng không, phụt dữ không. Về nói về cái phụt á các bạn, phụt này nếu mình cũng đang kiếm một cái cây phụt nào đó dạng cho Cào Cào cho nó cao lên chút xíu để độn vô, nhưng mà tới bây giờ mình vẫn chưa tìm được loại nào ưng ý đó các bạn. Tại vì nó phải vừa lấy với cái cổ xe và cái chản ba ở phía trước nữa các bạn. Thì mình có dự định là sử dụng cặp phụt của XR, nhưng mà mình vẫn chưa tìm được một cái nguồn. Wow, chết ba, xin nó dính tay quân rồi. Này, phong cách quần đùi dép tổ ong, không có mặc đồ chuyên đi off road Cào Cào mà như thế này là ăn xịt bà đó rồi. Trời ơi,
Đây mình đang chạy dãy số 4 nha các bạn. Dãy số 4 để mình vừa lấy tốc độ và moment. Số 3 thì có moment nhưng mà tốc độ thì hơi chậm. Số 4 thì ok. À, cứt bò phải không? Đó, thưởng tất được các bạn nha. Wow, rất là dằn luôn. Wow. 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 Đó. Khi mà các bạn chạy đường này các bạn ngồi là thốn lắm. Các bạn đứng lên là vô tư, phan ổ gà, ổ voi được vô tư. Và mình sử dụng á, thì đa số là mình sẽ sử dụng cái phanh sau. Đó, cái phanh sau để cho nó lết bánh. Đây. Nãy giờ quần mình giò cắn mình toàn là xịt luôn các bạn ơi. Đó, mình thì thích là đi trải nghiệm hoặc là chạy tốc độ trong những cái đường như thế này nè, chứ mình không thích đi ra ngoài đường phá làng phá sớm đâu các bạn. Đó. Đường này thì các bạn đi cào cào là khỏe quá rồi, còn đây là chỉ là một cái chiếc touring thôi. À, nói về dòng ADV đi hen, thì hiện giờ là đang có CB500X nè, với lại Kawasaki Versys. Thì wow. Woo. 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 À, mình đang nói giữ chừng Kawasaki và CB500X. Thì mình thấy là những cái con này đi được địa hình off-road thì cũng thuộc loại là trung bình thôi, chứ không thể nào mà đi kiểu heavy được. Riêng thì mình thấy là cái con Versys á, Kawasaki Versys thì khả năng off-road nó sẽ ngon hơn CB500X các bạn. Vì mình thấy là cái mâm xe á, nan hoa, và hình như là cái kích cỡ bánh nó cao hơn, nó bự hơn, thì cái khả năng mà vượt địa hình khó nó sẽ tốt hơn. Còn CB500X thì nó là mâm đúc, thì gửi đấy cũng là mâm đúc luôn các bạn. Mà đi những địa hình xấu mà đi mâm đúc thì mệt lắm, và cái khả năng hấp thụ giảm xúc lực của nó kém. Rồi, như vậy thì mình đã trải qua một cái cung xấu. Bây giờ phần còn lại của video vlog ngày hôm nay mình sẽ quay lại tiết mục là ý ẹ. Thì hy vọng các bạn thích video này, đừng quên là nhấn like, share, subscribe, chia sẻ giúp Life Inspire nha. Hôm nay cũng lâu quá rồi, do là chuyển công tác, rồi công việc mới, rồi balasbum rồi này nọ, cho nên là cũng chưa có thời gian làm vlog. Thì hôm nay tranh thủ một dịp mình sẽ làm vlog. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chơi tiết mục đi ẹ nha các bạn. Đấy, những cái đường cấm này thì mình sẽ thử thôi.